Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, đó chính là một ngày có một cái đám cưới của người Tày ở trên Xín Mần, Hà Giang. Và một cô em thì ngày xưa mình cũng đã từng gặp rồi và rất là xinh. Chào cô dâu. Đây, ra bắt tay cô dâu nữa nào. Các bạn thấy cô dâu xinh chưa? Đây, đây là chú rể đến từ Hòa Bình. Nơi khác thì anh em là phải dùng gậy, dùng kiếc gồ và cột vào bắt đầu mới chọc tiết. Còn đây mấy anh em đây khỏe, trên bản khỏe, mấy anh em giữ luôn, giữ tay bò luôn. Ôi, quả này chuối sinh đôi luôn này Hiếu ơi. Thối không ăn được à? Anh ăn đi. Mày thối đến bản kiểu chương 7 á? Lớp 7 thối đến bản kiểu chương 7. Thế 6 x 9 được bao nhiêu? 60. 6 x 9 60. Đấy, ok, good. Món canh lòng này tí nữa mà chấm với cả chấm chéo hết bài luôn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hải vừa trở về từ Hàn Quốc các bạn ạ, và như các bạn biết đấy thì sau khi trở về từ Hàn Quốc mình phi ngay lên bản, bởi vì là hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, đó chính là một ngày có một cái đám cưới của người Tày ở trên Xín Mần, Hà Giang. Và một cô em thì ngày xưa mình cũng đã từng gặp rồi và rất là xinh đó. Thì cô ấy có mời là hôm nay lên nhà bạn ấy, là chị bạn ấy là có cái đám cưới thì, mổ một con bò, một con lợn và rất nhiều gà vịt nữa. Thì mỗi một nơi thì nó có một cái nét văn hóa đặc trưng khác nhau. Thì giờ mình sẽ mời các bạn lên tham dự cái đám cưới này nhé. Và nhân đây thì nếu mà bạn nào mà có ở trên bản, người đồng bào dân tộc thiểu số mà có cái đám cưới ấy, ở trên bản ấy, thì các bạn có thể là liên hệ với cả Hải. Đó. Đấy, các bạn thấy bò kêu em em thôi chưa? Đấy. Và ở đây thì người Tày họ cũng ở theo những cái nếp nhà sàn như thế này. Đó. Nhiều nhà thì trâu bò vẫn nuôi ở dưới và người ở phía trên. Đó. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào đại gia đình. Chào cô dâu. Đấy, ra bắt tay cô dâu nữa nào. Đấy. Các bạn thấy cô dâu xinh chưa? Nhìn cô dâu thì các bạn có thể đoán được là em cô dâu là ai chưa? cô dâu người Tày nhưng mà lấy chồng người đâu, người Nùng, lấy chồng người Mường. À, cô dâu người Nùng. Vâng ạ. Lấy chồng người Mường. À, Mường Hòa Bình. Người Mường ở Hòa Bình. Và người Mường thì hôm trước đám cưới thì đã cưới 2 năm trước rồi đúng không? Vâng ạ, 2 năm rồi. À, cưới 2 năm rồi thì bây giờ nhà gái mới tổ chức đám cưới các bạn ạ. Đấy. Và nhà gái thì sẽ tổ chức làm 2 lần. Lý do tại sao lát mình sẽ chia sẻ các bạn sau. Nhưng mà đây có phải là em bò để làm cỗ không em? Đúng rồi ạ. Qua em có cả đêm vì em thương con bò. Thương con bò quá. Không hiểu, ý là em cứ thấy con vật gì mà sắp bị thịt. À, là thương. Em hay thương. Ừ. Đấy, các bạn nhìn kỹ khuôn mặt này đi. Xem là giống cô em nào của mình nhé. Đấy. Anh em có làm thí tiết canh không? Hả? Ồ, nhưng mà con này có vẻ uy tín đấy nhỉ? Này. Chuẩn chưa? Rồi. Ê, bây giờ thì anh em mà chuẩn bị đi, nhưng mà mình sẽ lên đây để đây là mẹ đây đúng không? Đây là mẹ em. À, mẹ là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 78. À, 78 à? À, người Nùng các bạn nhá, người Nùng. Đó. Mẹ mình. Ok. Chờ anh một tí không? Anh đi cùng nhá. À, ok. Đây. Đây, giới thiệu với cả nhà. Đứng lên chào khán giả cái nào. Ôi dồi ôi, mặt mũi giờ này mụn miếc hết thế này. Có bao nhiêu mọi người, bao nhiêu khán giả còn nhớ cô bé này, hãy comment bạn ấy tên là gì nhá. Đấy. Chào các bác cái nào. Hello mọi người. Đấy, hello mọi người. Thôi rửa bát tiếp đi. Tối tâm sự tiếp nhá. Ở đây lại còn có em nào đây xinh như này. Hello em. Em là fan của anh, thế đứng lên đây để chào khán giả cái nào, nhanh lên. Ngại, ngại. Ngại à? Thế mà mọi người rửa bát nhá. Không phải anh đi. À đây, bố đây đúng không? Đây, bố. Bố chào cái nào bố. Bố chào khán giả cái nào. À đây. Rồi, ok. Thế mọi người cứ ở đây xong rồi. Đây, nhưng mà cô dâu này là cưới 2 năm trước và đã có em bé rồi. Em bé chào cái nào.
Con ơi bên này. Ở đây là giống như kiểu là làm nhà nhé, một năm làm nhà thì gọi 3 năm làm vách. Giống như kiểu là khi mà cưới thì cứ cưới thôi, còn khi nào mà có kinh tế thì bắt đầu mới tổ chức cái lễ cưới. Bây giờ thì mọi người đang dắt bò đi. Đó. Đi, nào anh em mình đi mổ bò đi. Ở đây mổ bò thì thường mọi người phải đi ra suối các bạn ạ, bởi vì là hoặc là khu vực gần suối có nước ấy. Đây, đây là chú rể đến từ Hòa Bình. Chú rể là đang làm nghề gọi là sửa điện thoại các bạn ạ. Ở đây rất là nhiều dê này. Rồi nhà nào cũng thấy có một cái ao cá nhỏ nhỏ nha. Con bò này nó vẫn nghĩ là hôm nay nó được đi thả ra cái khu vực ăn cỏ đây nè. Đây các bạn ạ. Ở trên bản này nó có một cái hay này này, những cái nương ngô như này nhá. Khi mà người ta chuẩn bị thu hoạch ấy, người ta chặt cái ngọn ngô rồi đi. Để cho cái ngô nó khô tự nhiên. Sau khi nào mà nó khô xong rồi ấy, thì bắt đầu người ta khô đét rồi, bắt đầu người ta mới mang về người ta cho gia súc. Hoặc là làm món mèn mén. Đây này, các bạn thấy ngô chưa? Đó. Đấy. Đây, rất nhiều ngô luôn. Đây là muối. Muối này để lát nữa đánh thức canh đúng không anh? Đây. Có rau ăn thích anh luôn. Đâu? Rau ăn thích anh nữa thôi này. Đây này. Đây là trên mình là có một loại rau như này. Nếu mà các bạn mà ăn kèm với ớt hay là chẩm chéo ấy, nó sẽ cay. Lẽ ra là cay 1 nó sẽ cay 10. Tăng cái độ cay lên. Hả? Thôi, hóa kiếp cho nó em ạ. Sau này làm kiếp sau làm người, ok. Đây là mọi người đang pha muối để uống chiên canh. Ở đây là họ lấy nước ở trên khe này. Đây là một cái dòng suối nhỏ nhỏ. Thế đám cưới của mình là thêm hai con này nữa à? Hả? Thêm hai con này nữa thì có 12 làng ăn ấy. Một con trâu, một con bò nữa này. Đưa đấy nhỉ. Nơi khác thì anh em là phải dùng gậy, dùng kiếc gồ và cột vào bắt đầu mới chọc tiết. Còn đây mấy anh em đây khỏe, trên bản khỏe, mấy anh em giữ luôn, giữ tay bò luôn. Còn đây là mấy hai mẹ con đang nhặt rau. Cái rau này nó ăn ớt mà nó cay lắm, nó cay thêm rất nhiều lần luôn đấy. Anh em ở đây là anh em là có dao dùng dao, mà có cuốc thì dùng cuốc, mà có que thì dùng que. Đúng rồi, đấy. Người rừng mà. Làm lông mỗi người một kiểu đây. Đang mổ bò. Giờ thì qua nhà anh của hai đứa chơi. Giới thiệu với các bạn này, cái nhà sàn ở trên này đây. Đó. Mặc dù là ở nhà sàn thôi nhưng mà đồ là toàn hàng hiệu luôn đấy. Đây này, nhìn thấy chưa? Dior luôn này. Christian. Đây, ở đây là trên này rất là nhiều gia đình vẫn kiểu là ở phía trên. Còn ở phía dưới thì sẽ nuôi gia súc, gia cầm hoặc là dê với lợn. Đây, mấy con mẹ lợn này. Còn đây cái này đỗ để phơi ra để lấy hạt đúng không? Cái này là đậu tương chứ. Đậu tương. Đậu tương này. Đây này. Mấy con mẹ lợn này. Đấy, lợn ở trên mạng nó chạy nó phi này. Đấy. Chạy như tên lửa, tại sao người ta gọi là lợn tên lửa là như thế. Vào đây, ngoài này. Con này to không? Con này phải 70-80 cân đấy. Đây, tí nữa sẽ làm một em lợn như này nữa. Con nhà mình to béo hơn à? Đây đang làm chuồng. Mọi người chắc là có lẽ là sẽ di chuyển cái chuồng ra phía ngoài cho đỡ mùi. Là ngày xưa mà em ở đây à? Không, ngày xưa của em hay ra đây lấy củi. Hay ra đây lấy củi.
Bây giờ nhà họ họ làm nhà hết rồi đúng không? Mọi người cứ hay ở nhà những cái cạnh cái ven suối này này. Xong rồi lúc mà lũ quét là rất là nguy hiểm. Ngày xưa là ở đây là trồng cỏ. Bọn em với em gái em ra đây lấy cỏ. À. Con dê đang ăn ấy. À. Con dê. Dê đi nhảy lên ăn đỗ à? Nhà nuôi được mỗi một con à? Anh được ăn sâu tre bao giờ? Chưa. Có sâu không? Hôm trước anh ấy bảo trên kia có một cây có không? Em lấy đi. Cái này thì được lắm mà, đúng không? Nhẹ nhẹ đây, cũng không nặng lắm nhỉ. Anh em đoán đây mà cái này khoảng bao nhiêu cân? Cân là có đấy. Bao nhiêu? Mỗi người khoảng 30 cân đấy. Hơn đấy. Thế à? Ồ thì hai đại ca khênh luôn. Mỗi nơi là một cách chế biến riêng. Phải nói là ở đây là rất là sạch sẽ luôn, mọi người khênh cả con về nhà sau đó thì bắt đầu mới pha ra mới chế biến nên là nó không bị bụi biết gì cả. Bây giờ chúng mình khỏe gấp đôi. Có rượu là khỏe hắn này. Ảnh cưới sau khi chụp 2 năm. À đây, đạp phết đây nhỉ? Đây đang nuôi bầu. Hả? Đây đang mang bầu. À, đang mang bầu nó béo đúng không? Đang mà anh em vừa phát hiện ra một cây chuối ở đây đó, nhưng mà bây giờ bố của Hiếu chuẩn bị chặt chuối, nhưng mà chặt ở đây là phải biết cách chặt các bạn ạ, nếu không là nó sẽ hỏng cây chuối, à nó hỏng cái buồng chuối đấy. Chặt là phải chặt ngang cây, cái cây nhỏ này hỏng á, thối rồi đúng không ạ? Cái này chuối này là chặt là nuôi là trồng cái cây này là bao lâu thì nó có quả này hả chú? Cây này chặt hả? Rất là biết được. Chừng gần năm. Nó không có thể đứng gì nhỉ? Cái cây này xong rồi cho con gì nó ăn? Cái lá chuối là mình sẽ giải ở bên kia đúng không? Nó pha thịt luôn. À, nhất cử lương tiện. Chín không? Thanh niên nhảy xuống khênh cho người đẹp đi. Mày có muốn ăn chuối không? Gì? Ôi, cái chuối nó bị ấy rồi. Cẩn thận nhá. Cẩn thận nó rơi hết quả. Thanh niên này khỏe nha. Này, chín hết rồi này. Ôi, quả này chuối sinh đôi luôn này Hiếu ơi. Chuối nhỏ các bà em bảo là ăn cái chuối này là để con nó bị dính đấy. À, tức là không được ăn đúng không? Các bà ở trên này bảo thế. Đây, em mang lên nhà đi, mang cái này lên nhà đi. Cái này thối rồi. Thối không ăn được à? Anh ăn đi. Này, mày khênh lên nhà cho anh cái. Cẩn thận không rơi hết chuối chín. Đây, nhặt mấy quả chín lên ra đi. Nhặt hết đi. Chắc là khênh lên đây thôi, tại vì là... Đấy, để lên đây. Đi đường bên kia xong ra đây tí. Cái này không giữ. Ok. Khênh đi. Ui, cái này còn nhiều quả chín đấy. Nhiều lắm, khênh cẩn thận luôn nhé. Trời ơi. Ôi, chỗ này view đẹp đấy, làm quả chuối chín đi, không quả nào chín đâu. Có đây. Thôi nào. Anh à. Không sao. Ngồi ní gãy xem nào. Ôi. Đấy là nải à? Chưa thoát cái nước này. Ừ. Chuối. Ôi, chuối thơm nhỉ. Đây là chuối nùng không phải chuối tây. Quả này chín quá rồi. Cho anh quả chín vừa vừa thôi. Đang ăn chuối hợp lý. Thế à? Quả này chín quá rồi anh. Cái chuối này làm bánh chuối ngon anh. Ừ.
trong tủ có hai quả, hai là bánh chuối qua lại. Với đây là nó thơm. Bởi vì chuối này nó giống như dạng một dạng chuối lá các bạn ạ. Nha. Ở dưới bên ngoài gọi là chuối ngốp. Chuối này có một cách giấm rất là hay à. Người Mông ấy giấm là họ hay vùi xuống giò ấy. Em biết cách giấm đấy không? Có. Người Nùng hay làm như thế không? Có chi chả hay. Làm như nào? Em kể cho mọi người nào. Ui. Bạn hai chị em là sinh đôi à hay nào? Không ạ, hai bạn em cách nhau 2 tuổi. Cách nhau 2 tuổi. Ừ. Ừ, đúng không? Ừ, tranh thủ đi làm việc rồi. Từ từ anh xuống trước nhau, nó sập. Thế anh bỏ em ở đây. Cái này là cái ở trên này có cái gừng gọi là gừng gió đấy nhỉ, đẹp lắm đấy. Cái này thơm nhỉ. Cái này gừng gì anh? Gừng gió này, gừng trên núi đây đúng không? Em gái vàng trong làng trà gừng. Em gái vàng trong làng trà gừng. Có cây của em đó nhỉ? Gừng này thì để nấu món gì em? Xào với thịt à thịt lợn à? Em bé này không nắng à? Em bé. Nó vừa nắng mà nó vừa ấy chứ. Bây giờ mới ấm. À bây giờ mới ấm à? Em ơi. Này, thằng này nó ấm mà anh thấy nó mồ hôi như tắm rồi này. Mày cho nó thay cho nó áo khác đi. Cho vào đây đi. Vào đây anh trông cho. Làm thì không làm gì, cứ ở đây mà chỉ trỏ. Đúng rồi đấy. Cái này câu này anh thấy uy tín này. Bây giờ là người ta là cô dâu mà mày cứ bắt người ta làm nhỉ. Này, mất tần dâu đâu à. Em là mấy đứa rồi? Em đứa thứ nhất rồi. Thứ nhất này. 2K4. Em 2K7. Em 2K7 á? 2K7. Em 1 đứa. 2K7 1 đứa. Thế cái Hiếu là 2K mấy? 2K9. Thế 2K9 là cách nhau 2 tuổi. Hiếu 2K9 thôi. 2K9 thì trông già thế. Nóc cho nóng. Thanh niên học lớp mấy rồi? Lớp 7 à? Lớp 7 á? Thế có thuộc hết bảng kiểu trương chưa? Chưa. Chưa là thế nào? Thế bây giờ như này nha. 9 x 9 là bao nhiêu? Dạ. 9 x 9 là bao nhiêu? Em chưa thuộc đến mảnh đấy. Lớp 7 rồi, mày còn chưa thuộc tương lai mày rồi. Thế thì có lên lớp không? Đầu có cháy à? Có. Thế à? À không, ý là anh bà có lên lớp không, em bà có. À, chưa đầu thì không có cháy đâu đúng không? Vâng. Thế bây giờ như này nha. Chưa thuộc bảng kiểu trương mà Hảo lên lớp 7 rồi. Có đúp năm nào không? Chưa đúp. Xem xét lại cô giáo không mày. Thanh niên mày chưa được bằng kiểu trường. Có nhưng mà thuộc đến bằng kiểu trường 7. Mày thuộc đến bằng kiểu trường 7 á? Lớp 7 thuộc đến bằng kiểu trường 7. Thế 6 x 9 là bao nhiêu? Cái này hỏi bằng 7 ấy. Hỏi đến bằng kiểu trường 7 rồi thì đây là đang hỏi kiểu trường 6 không mà. 6 x 9 bao nhiêu? 6 x 9 60. Ấy, ok, good. Đẳng cấp đấy. Đấy, uy tín nhỉ. Thế nhà cô ở đâu? Không biết. Em trai của Hiếu à? À, thế thằng này. Thế thôi, em trai của Hiếu là anh biết là học giỏi rồi. Trước có một thằng cũng thế. Nói chung là ở trên này là lên. Hả? Ở nhà lù tài ấy. À, thằng này là em trai ruột đấy à? Từ nãy giờ anh còn chưa nhìn đến mặt em này. Dạ. Ôi, xinh thế nhỉ? Nhà em có gần đây không? Dưới này ạ. À. Thế là em là đang đi học hay đi làm à? Em à? Ừ. Em đi học ạ. À. Học trình đời. Học trình đời à?
Nhìn thấy cái số lượng mực mà em đổ vào tay chân anh hiểu được phần nào. Dán anh ạ. À dán thôi đúng không? Vâng, sợ đông. Ừ. Mình không thích thì mình để bóc ra đúng không? Tí em đi tắm kỹ ra hết. Ừ. Đây, tí anh thử xem mà tí này anh xem. Em tắm rồi đấy. Để anh xem là để anh kỹ xem nó có ra không. Em à, đang đi làm gì rồi? Em ạ. Ừ. Lấy chồng chưa? Em chưa. Ờ. Thằng yêu em lên nè. À, chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau đây à? Vâng. À. Bò sau khi mà anh em mang về đây thì đang xử lý các bạn ạ. Cái này là để nấu món gì đây? Xào à? Xào. Xào ăn tạm buổi trưa đúng không? Vâng. Ừ. Ăn sáng đi. À. Chào buổi sáng này. Chào buổi sáng à? Good morning à? Ngày mai là mọi người là phải ngồi hết ở chỗ ruộng, ngồi thêm cả ruộng bậc thang này chứ nhỉ? Đúng không? Này, đấy, ở đây là trên bản này nó không có nhiều những cái khu đất rộng ấy. Cái này mai mình tận dụng ngồi hết được mà đúng không anh? Dạ. Cả trên nhà nữa đúng không? Nó phải bỏ chất lượng nha. Bò trong làng tự nuôi, không có tăng trọng các kiểu. Toàn rơm khô thôi. Ăn toàn rơm thôi đúng không? Này, thế sao mà học lớp 7 rồi mà vẫn không thuộc bảng hiệu trường, lý do làm sao? Vì trường lớp 2 không có bảng hiệu trường, với lại mình nghỉ hè lâu quá không biết. Mình nghỉ hè lâu quá mày không nhớ à? Thế nghỉ hè bao lâu mà kêu là không nhớ? Khoảng không nhớ luôn. Ở dưới thì đang làm cái món cái này nhìn hấp dẫn nhỉ. Món này là món phèo. Đó. Canh phèo đấy. Cái pịa. Đó, nhìn hấp dẫn nhỉ. Ok đấy. Phèo đấy. Uy tín nhất trong con bò luôn nha. Anh em thấy đây giống như một dàn nhạc không? Phía bên kia thì đang làm món tiết canh đấy, còn đây là đang thái món phèo. Đây là món lòng mà cho vào nồi canh để làm món canh đắng hay còn gọi là món canh pịa. Đấy. Và đây là cái mật này. Thọc ra luôn đi. Xong rồi. À vừa thọc xong rồi à? Cho thêm muối này. Thà có iốt mà ngu còn hơn là không có iốt mà vẫn ngu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em pha chẩm chéo nhá. Chẩm chéo Soa TV. Đấy, tất cả các bác nào cứ có đám cưới của người đồng bào là Hải đến nhà chơi là đến quay là sẽ pha chẩm chéo cho tất cả anh em ăn luôn. Chẩm chéo thì nhà đang bán 100.000 một lọ. Nhân dịp từ giờ đến Tết Nguyên Đán thì Hải có chương trình khuyến mãi là các bạn mua 3 lọ chẩm chéo thì sẽ tặng 1 lọ. Đó. Uy tín không Hiếu? Người ăn thơm không? Thơm lắm. À, cô dâu. Em ăn rồi. Ăn rồi đúng không? Chồng em đặt 2 lọ rồi. À, ok. Bây giờ bảo chồng là mua 3 lọ đi, sẽ được tặng 1 lọ đấy. Nhớ không? Nhưng mà cái này phải trộn với ốc lợn hay ốc gì ngon. Ừ, không cần phải trộn. À. Bây giờ làm bát to luôn nhá. Một cái này thì có thể là pha cho cả đám cưới ăn được luôn. Ở đấy, đại ca lại làm nhân tiết canh luôn. Hôm trước em đang lên bảo anh sang. Ừ. Đây, bây giờ sẩm chéo đây, hôm nay mang rồi. Mai em cứ pha giống như này nhá, cho cả đám cưới ăn luôn. À, đây là ga cho tí sẩm chéo nước vào đây. À. Chỉ dễ này thôi mà, không cần. Chanh à? Không cần chanh trước gì cả. À, đủ hết rồi. Trong này là có đầy đủ hết gia vị rồi. Rồi à? Mắm, muối, mì chính rồi đầy đủ hết rồi. Rồi, hạt rồi mà khén. Ok. Họ. Đó. Như này thôi nhưng mà tí nữa nó nở ra ấy. Hạt rồi mà khén này. Xong rồi
tỏi ớt là nó sẽ nở hết ra và nó sẽ rất là sánh luôn. À, phải để một lúc anh? Chứ để 1-2 phút. Ở bên này đánh tiếng canh hay nhỉ? Cho nước vào trước à? Tí mình đổ tiếp vào. Ây ta 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 ta. Đấy không? Mỗi cái màn đánh tiếng canh thôi mà, mỗi nơi đánh một kiểu. Chặt tay khi xong đông ngay. Cho nước vào trước không? À. Này có chơi? Có chơi chứ? Mình thử xem nước lọc cái này là nước lọc đấy, mình đang luyện công của anh Tích Canh luôn. Tích Canh bò. Vẫn thiếu à? Vẫn thiếu nước à? Đang đi lấy rồi. Đây, em ơi, hai đứa mang cái này chia ra từng bát đi. Mang cả cái bát xuống dưới. Mang hẳn cái này xuống dưới. Đây, khi anh em pha nhá, chờ một chút thì nó sẽ sánh ra như này. Đó, bây giờ là chấm là cả thế giới luôn. Nhất là món lòng bò. Đấy, để em thử một muôi xem nào. Mày mà ăn được một muôi thì anh cho mày 1 triệu. Ăn đi. Anh đưa tiền đây. Thôi cho anh xin lại mấy cái. Anh đưa tiền đây mai mày lại. Đấy, tiết canh này. Cái này là không có công thức nào đúng không mà sếp? Và dựa vào kinh nghiệm mà đúng không? Ú, cái này nghe chừng hơi nhiều nước à. Hơi nhiều nước thì nó dễ đông rồi mà. Cái này cái bì này thì chắc là dai lắm nhỉ. Dai không? Dai mà. Các bác thái dày như này thì chắc là dai lắm rồi đấy. Này là chưa là ăn nháp thôi đúng không? Ngọt rồi. Thịt đấy, ngon mà nó không có bì, ăn rất ngọt luôn. Có bì rồi rủi hết. Còn đây nồi canh bịa kìa. Nấu nướng ở trên ruộng bậc thang luôn. Ăn uống ở trên ruộng bậc thang luôn. Thế mới ngon, thế mới chuẩn. Dai không? Đâu, đại ca thử đảo cái này lên thế nào. Món canh lòng này tí nữa mà chấm với cả chấm chéo rồi hết bài luôn. Đấy. Miếng. Dạ thôi. Thôi nào. Thấy anh ăn này em thấy thèm đấy. Kinh thích này. Sáng chạy đây chạy sớm đây ấy. Cũng đói. Chưa kịp ăn sáng. Cũng đói mới ngon. Đã chưa ra vị đúng không? Đã có gia vị. Hiếu. Lòng bò. Bỏng. Nói. Chú ơi, làm miếng lòng bò chú ơi. Test thử cái đã. Đấy. Làm chủ nhà mới công nuôi con bò. Dài lắm nhỉ. Vừa dai vừa nóng. Đó. Đó. Ngon. Giờ là anh em bên bếp thưởng thức thử món gọi là chẩm chéo. À, anh cũng xem soi TV à? Xem máy mà. À. Đấy. Bây giờ là thử trực tiếp à, chấm ngập luôn. Mà cay đấy nhá. Ngon. Rồi, mời các bác đây, anh em. Bên này các tráng sĩ ra đòn thử quả chẩm chéo xem nó có uy tín không?
Long chấm chấm chéo. Nhà em còn mấy lọ cơ. Anh thưởng thức chết. Hai chàng sĩ thử thế nào. Để chấm lòng thế nào. Đấy, làm đôi miếng luôn. Ngập ngập vào. U cái này ăn thì ngậy cái mồm lắm đấy. Ok không? Ok anh. Em mời anh và cả nhà chuẩn bị ăn cơm trưa. Rồi, mời cả nhà đi. Ăn tạm để chiều mình còn mổ lợn. Dạ. Nghĩa là buổi sáng là mình ăn tạm con bò. Dạ. Buổi chiều mình ăn con lợn. Chiều ăn lợn. Sáng là mình ăn bò, chiều ăn lợn anh ạ. Ok, mời cả nhà đi. Đấy. Các bà thử chấm chấm chéo xem nào có ngon không? Là miếng lòng. Đây, nó chấm. Này nước chấm anh Hải ạ, chấm thử này. Ừ. Ủa thế hả má? Ừ. Ừ. Cay hơn em tưởng tượng. Đấy, mời chấm cái này. Cay ạ. Nãy bảo mình ăn đây anh tôm nhé. Ừ, ăn lên mấy đứa. Ăn lên. Nãy em mới xin đem ở vào đây ạ. Ừ. Ngon lắm. Ngon lắm. Nước chấm cháu Hải mang về. Ngon. Dạ, cháu cảm ơn. Nhưng mà cay. Hơi cay đúng không? Em không ăn được cay. Ờ, à, em ăn được cay không? Nha. Chồng em thì mà anh chị em nào thật sự ăn được cay nên mua chấm chéo. Mà không ăn được cay thì hơi thiệt. Không ăn được cay thì phải mua về cho chồng. Chồng ăn. Nhưng mà nó không cay lâu anh ạ. À. Lúc này ổn. Em vặt chút, vặt một chút chanh vào đây cho đỡ cay. Hơi chua chua một tí. Cho lụi không? Ok rồi. Nè. Được không? Rồi, hết sức đi. Ăn cơm bỏ mũi chứ. À, bỏ mũi ra cho xinh gái. Quay phim chó thỏ mắt trên khó à. Quên à. Nghĩ mình cũng hỏi mà. Không biết em quay cho cũng tụi. Để xem bằng. Để nó ăn tấu ra là đi bỏ. Ngày nữa ngày. Em trai em á. Thích anh nhưng mà ra đây ngại quay. À, ngại quay nó đâu rồi? Ở trong nhà. Ừ, nó ngại à? Nó đang ăn cơm nè. Nãy nó bảo em là chị Hiếu ơi, tí bảo anh Hải cắt cái đoạn mà em nói sai. Nó vui Hải ước. Mẹ ơi. Mạnh ơi. Mạnh à? Thế nào Mạnh à? Nãy định mang cho anh chai trà xanh ấy bảo. Em muốn mang đi nhưng mà tí ra đấy sợ anh lại hỏi em không biết nói. Bảo đúng mic quay ngại quá. Mạnh ơi. Các nghịch điện thoại rồi. Ôi, em bé kia ăn người yêu nhỉ? Bé gái à em? Bé trai à? Mòn nước hả mắt? Thì tươi. Ăn đi nặng hơn chứ. Này bà chơi nhé. Thôi bà bố mẹ. Ngày mai là làm bao nhiêu mâm hả chị? 50. 50 à? Ừ. Nhiều lúc gọi bằng... Ở trên nhà 20, ở trên nhà 30. À, trên nhà 20, giặt 30. Ở trên nhà trên này á? Ngồi ở nhà đây mà. Ngồi ở nhà nữa anh ạ. Người nhà nó... Ngồi ở nhà. Dạ. Người nhà ngồi ở nhà. Người già đấy, bằng tuổi mẹ đi, ngồi ở nhà. Ở các cụ ấy. Vai to hơn thì ngồi trên nhà. Còn trẻ thanh niên với chung chung thì ngồi giặt. Thế là mai là có làm lễ đón dâu không? Đón 2 năm trước rồi đúng không? Mai chỉ vợ chồng em sẽ mặc. Làm lý thôi. Mặc xong là cầm đi. Rót rượu như kiểu cho tất cả mọi người. À. Nó là một chiếc khẩu. Thôi à? Chú hút em chứ. Cấm nó cấm nó. Em chỉ chú. Anh em ở đây làm ăn rất nhanh luôn nhá. Nhờ. Ăn cơm mà anh mới này. Nhanh hả? Cay á. Cay quá à? Cái gì? Nhưng mà ở Hòa Bình hay làm cái món ăn tỉa ấy, em ăn thấy không ngon bằng ở nhà đâu nhá. Ở đây nó làm nấu lá lồm anh ạ. À. Ăn ở nhà này cảm giác ngon. Ở đây là nguyên bản luôn, không cho cái gì vào.
chỉ cho ít gừng thôi. Cho nhiều nơi khác hoặc nấu canh vịt hay cho nhiều những cái em gia vị vào. Em gái ai tên là gì? Hương. Hương à? Ừ. Chắc là Blue. Hiếu Hương. Thư Hiếu Hương. Sau này Hương lấy chồng thì vẫn nhờ vâng. Hương nhờ cháu đi quay. À mẹ em là mẹ em là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Tám mấy à? 78. 78. Chị là hơn em là 78 à? 86 là hơn mấy tuổi? Em 86 á. Dạ. Hơn là bây giờ em phải đoán xem là hơn mấy tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi à? Ừ. Em phải tính nhanh phết này. Hơn 8 tuổi là gọi chị thôi. Nhà nó trẻ. Đấy, mai hai đứa gọi ra là chú nha. Chú Hải. Chú em. Rồi, chú à, em. Chú em à? Chú em. Thôi giờ đi. Anh em mình tranh thủ ăn trưa, sau đó thì Nát tiếp tục qua chia sẻ các bạn cái khâu chuẩn bị của cái đám cưới. Người Nùng lấy người Mường sẽ như thế nào các bạn nhé. Giờ tôi sẽ đưa anh em đi xem là cái con lợn mà cưới ngày hôm nay. Đấy, là anh em mổ sẽ cho nó khoảng bao nhiêu cân nhé. Đấy, mọi người nói là con lợn này rất là ác luôn. Tí nữa là bắt là nó rất có thể nó sẽ bay khỏi ra khỏi chuồng. Đấy, bởi vì nó từng nhảy ra khỏi chuồng rất nhiều lần rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nhìn nó giống như một con gấu chưa? Đây là gọi là lợn này, bà con nuôi dân dã trên bản đấy. Đó. Đấy, con này rất dài luôn. Ui, con này phải hơn tạ anh em ạ. Con này phải tạ mấy chứ nhỉ? Tạ mấy hả chú? Hơn tạ một tí đây đúng không? Ui dồi ôi, nhìn cái nó xù cái lông ở cái đầu nó lên kìa. Giống như kiểu là lông gấu luôn đấy anh em ạ. Ui, con này to thế nhỉ? Được của nó đấy. Nó lợn mà nuôi một mình một chuồng này trên bản thì to lắm. Bây giờ là bác gái chủ nhà vào. Con này nó rất là ác nên là chỉ có người chủ nhà ấy, là người thân thiện hàng ngày cho nó ăn ấy thì mới đi vào trong chuồng được. Chứ người khác là sẽ khó các bạn ạ. Đó. Đấy, muốn bắt được con này phải massage cho nó. Massage mát gần cho nó. Mình thì phải đứng từ xa. Tránh nó phi ra nó cắn. Em lợn này mới đầu thì nhìn có vẻ rất là hung dữ, nhưng sau mà lùa vào trong cái lồng ấy thì lại hiền luôn, rất hiền. U cái nanh con này cũng dài phết rồi đấy. Con này 2-3 năm rồi. 2 năm à? Hơn 2 năm đấy. Hơn 2 năm. Anh em thấy cái lông của nó này. Ui dồi, như lông gấu luôn. Uy tín thật, nơi con lợn này. Đấy, cái gấu này nóng đấy. Chơi luôn cả bằng xô luôn cho nó lành đúng không? Cạo vào mà nó không xin như gì luôn. Giờ mình sẽ theo chân em bé này để đi lấy món gọi là giá đỗ à? Giá đỗ mình tự làm luôn à? Tự làm á? À, chị tự làm luôn. Hoặc là phía trên đây anh em vẫn đang mổ lợn các bạn ạ. Thế bé này là nhà ở đâu? Nhà cháu nhà ở trên này. Ở đâu đang mổ con bò đấy. À, chỗ cái nhà mổ con bò đấy à? Có cái cầu đi qua lúc đấy. À, mà nhà có một con dê buộc ở đấy đúng không? Không biết, chắc là nhà có cái cầu qua. Qua à. Thế bim bim à? À, ăn bim bim à? Mua bim bim thì phải mua cho anh nữa nhá. Thấy chưa? Không chơi kiểu ăn mảnh đâu nhá. Chỗ này chứ còn chứ mẹ. Đấy, mọi người đang lấy giá đỗ ra. Giá đỗ này là tự làm luôn này. Nó tự ủ luôn. Ở đây nhà nào cũng có một cái bể nước sạch nhỉ. Và đặc biệt cái người Nùng ở trên này các bạn ạ, là các bạn nhìn thấy không? Ở trước cửa này. Đấy, nhà nào cũng có một cái sạp như này để phơi phóng đồ đạc đúng không? Ngô. Phơi gạo nướng, à phơi đồ đạc đó. Nhà nào cũng giống như nhà nào à? Ừ, nhà nào cũng nhà đấy. Thế cái này chị làm cái này lâu chưa? Ba ngày. Ba ngày à? Ừ, ba ngày, ngâm ba ngày mà. Ngâm ba ngày rồi đúng không? Đẹp.
Nếu mà ngâm lâu thì có dài lắm thì không ngon đâu. À, nó phải ngâm tới thôi đúng không? Đâu còn chưa được gọi đây này. Đây, anh ra anh gọi cho. Đây, gọi đấy à? Tí vợ lên, vợ mua cũng đi nhá. Tí vợ lên, mày mới đưa cái ảnh cho Hiếu đây. Này, đây, đưa đây, đây, đây. Hai đứa này. À, ô, cái này không phải Hiếu à? À lại, thế vừa nãy Hiếu là chồng của mày, giờ lại này nữa mày làm chồng đấy. Con bé này bắt cá rất nhiều tay kìa. Hả? Lên nhanh để lên để tối uống rượu nhá. Nhớ mua bim bim cho anh nữa nhá. Hả? Nhớ mua bim bim cho anh nhá. À, nếu mà em không mang bim bim lên là à, em biết anh ăn gì rồi đấy. Không, ăn rượu nó là một chuyện. Em không mang bim bim lên là anh ăn em luôn đấy. Mua hai gói rồi. À. Chào cô nhá. Nóng quá đến cầm ô tre nhá. Ăn sẵn. Đấy. Ở đây mà khi mà một gia đình như nào có đám cưới hoặc là có công việc ấy, thì thường là mọi người sẽ trong làng là ai sẽ ra giúp. Đó. Phải nói là cái khung cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Đấy. Rất là yên bình. Chị em ở đây thì ai cũng xinh như người mẫu ấy. Xinh con tinh nhỉ. Mà ở đây ai mặc quần áo cũng toàn là thương hiệu hết các bạn nhé. Toàn là Burberry thôi. Em là có người yêu là bạn gái rồi. Thế bạn trai đã có người yêu là bạn trai chưa? Em chưa. Em chưa đúng không? Đang kiếm anh ạ. Thế thì nhu cầu muốn kiếm bạn trai như nào? Đơn giản mà anh, bình thường. Biết yêu thương là được. Biết yêu thương là được, còn tiền thì em lo đúng không? Cả hai cùng kiếm chứ. Cả hai cùng kiếm à? À. Thế là chưa có bạn trai đúng không? Dạ. Anh giao bán ở trên kênh luôn nhá. Bây giờ là bạn nào mà có muốn dinh em này về, à người nùng ấy, người nùng ở đây mà lấy chồng thì cần những cái gì nhỉ? Cần bao nhiêu đồng bạc đúng không? Đủ 50 triệu là được. À cứ đủ 50 triệu là được. Là nhà gái là sẽ lo hết. Đúng không? Nhà gái lo những cái gì? Hả? Nhà gái lo những cái gì? Lợn này. Lợn, gà. Gà. Ngày xưa là phải mang bao nhiêu đồng bạc đúng không? Bây giờ là cũng bỏ nhiều đây. Rồi, là chốt lại là ông nào mà muốn lấy em này cốp cho bố mẹ 50 củ. Thế nhà em ở đoạn nào em? Nhà dưới này ạ. Nhà xa đây luôn? Vâng. À. Thế là thì lấy xong cho anh về nhà chơi tí nhá. Dạ. Ờ, nhà nhiều gà nhiều lợn không? Không ạ. Năm nay bố mẹ không nuôi nhiều gà đâu. Thế à? Tết mổ lợn to không? Chưa biết được, em không biết đâu. Ừ. Em là đang ở nhà hay là đang đi học hay là gì? Đã đi làm rồi. Làm rồi đúng không? Đang làm ở đâu? Em bên Thái. Bên Thái Lan á? Vâng. Làm bên Thái luôn. Ê. Cái gì đây? Con đĩa. Đâu? Ê, đây xe nào, đây xe nào? Đâu? Sao này nó có con đĩa ở đây? Nó ở trong này mà anh. Hả? Nước khe suối mà. À, nước khe suối à? Ôi, thật nguy hiểm thế. Thế này mà. Đấy nãy nói có sai đâu mà. Thế này mà đồ ăn thì lỡ đâu nó có đĩa thì sao? Ấy. Sao mà có được anh? Mẹ về cho con vào nhà chơi tí nào. Đi mẹ. Mẹ ra đây thế nào? Mẹ em à? À thế bây giờ mẹ em cũng giống như mẹ của anh rồi, đúng không? Thế bảo mẹ về nhà chơi nào. Thế mẹ sinh năm bao nhiêu? 77 à? À, thế là kém hơn chị kia một tuổi đúng không? Chị chủ nhà kia. Lại thêm mấy con đĩa nữa đây. Đây các bạn này, thấy không? Đó. Đây này, nước suối mà. Có cần ăn thử không? Có cần ăn được à? Run xào đĩa luộc, các loại đông, chuột chuột áp chảo, bó hung hầm. Đúng không? Thế ông
chắc chắn nó sẽ không ăn đấy. Đây một con đây nè. Hả? Đâu? Quá nhiều luôn nhỉ. Nó ở dưới đấy nó nhiều. Ừ. Này mình để ở suối luôn à? Không, để dưới nào? Để dưới nào? Thế à mà mình lấy nước này ở ấy về đúng không? Lấy nước này xuống ở suối về đúng không? Nước ở khe đá đấy. À, nó theo dòng nước về đấy. Anh em đang rửa giá đỗ. Đây là một cái nếp nhà của một cô người đồng. Cô đang may cái gì đấy? May quần váy nùng ấy. À cái váy nùng à? Ừ, váy. Thì má mặc ấy anh. À cái váy cho cô dâu à hay là cho con? Bà đấy. À cho bà. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Tuổi 50 tuổi. Bà sinh năm bao nhiêu? Nhưng mẹ hát view mấy? Vậy... Hả? Mày mày không? Sinh năm bao nhiêu? Bác cũng không nhớ đây này. 73. À, là sinh năm 73 à? À 73. Đúng không? Mà đi qua. Rồi. Đấy là áo là bởi vì là ngày mai là ngày mà đi đám cưới, ai cũng muốn là có bộ quần áo mới. Đâm ra là phải sửa soạn từ ngày hôm nay luôn. Đó. Mọi người thì mà bình thường là mọi người có thể ăn mặc xuề xòa. Nhưng mà riêng vào ngày cưới là đẹp không? Anh không nói em thì đẹp rồi. Đúng không? Em tên là gì nhỉ? Em tên Hương. Hương. Hải Hương là vần lắm ấy. Đưa chứ. Bây giờ là sẽ mời cả nhà là về nhà Hương để xem là nhà như nào nhá. Để tôi sẽ cho xem là nhà vừa vợ các ông như nào. Yeah. Đây là một con nữa à? Con nhiều con ấy. Nhiều điểm á? Lấy cái này là chị không? Thế em bé này ngủ ra? Em bé ngủ ạ. Ờ, ngủ đây nó có vẹo cổ hay không? Không vẹo đâu, từ từ. Sao không để cho nó ấy? Cho nó vào giường nó ngủ. Nhà em ở bên kia cơ. À thế à? Và nhiều khi mình đặt nó xuống nó lại dậy ấy, đúng không? Đấy các ông thấy vợ của các ông chịu khó chưa? Đấy. Rửa thật kỹ nha, chứ tối anh ăn mà nhá thừa gió có tí protein đỉa vào đấy anh em tình cảm là anh em là có chắc bền lâu đấy. Hai đứa nhớ chưa? Không biết gì cả. Đá làm gì đâu. Đá chẳng có đâu. Phải nói là cái khung cảnh ở đây rất là đẹp luôn, thơ mộng. Nhà nào cũng có một cái sạp giống như này các bạn. Mọi người đang khuyến cáo là mình không nên đi ra. Hả? Anh xuống anh lên đâu. Thế à? Thế là anh nên quay lại đúng không? Em thì người nhỏ bé. Trong anh lại gãy xương cái đùa đâu. Đấy, sắp có váy rồi. Ngày mai ấy là tất cả mọi người mặc hết váy đẹp nhá. Bà nhá. Vâng. Để lên tivi cho đẹp nhá. Vâng. Đi lùi mà. Đi lùi cũng như đi tiến à? Đây. Lùi như tiến là gì biết không? Tiền như núi. Này nó được khoảng bao nhiêu cân? Chục cân. Cháu lại đổ hết đi. Mất ăn nhá, mất ăn. Thì đừng nhắc cao giá. Giá đỗ mà bây giờ mà dính thì cá thì là tình cảm rồi là. Ui con lợn kia mà giờ vẫn chưa xong kìa. Thế nó già lợn mà nhờ. Rồi đánh đỡ cho. Năng à. Ây da, yếu thế. Bỏ ra đi. Quê kìa. Quê cậu ấy quê thế nhỉ. Đây có một em lỡ ỉn nữa này. Đang nằm ngủ. À, trên bản là điện thoại bắn tít thò luôn rồi. Sắp
Bên này anh em vẫn đang chuẩn bị pha cái thịt. À đây là bố em đây à? Con chào bố nha, giờ không gọi anh nữa. À. Bố là sinh năm bao nhiêu? 8. 78 à? Thế là lái máy bay à? Vợ là 77 à? Cười. Thu quần áo à? À. Nhà đẹp thế. Ồ, oh, nhà này là nhà mới làm à? À. Ừ. Ơ nhà em không có cái sân à? Em không làm. À. Chỗ làm nó vướng, bị vướng mấy cái chuối này. À. Mình không nỡ chặt bỏ mấy cái chuối đúng không? Vâng, kiểu để cho nó có bóng mát đi. À. Thế có quả chuối nào, buồng chuối nào chín chưa? Dạ. Sao? Không có mà chặt xong rồi để cho con lợn ăn hết rồi. À. Cho con lợn ăn hết rồi á? Vâng. Không ai ăn. Ăn mía không? Đi. Có không? Chưa. Đi. Trời, để mà áo dài cái, nóng quá. Thôi cháu đi ăn mía thôi. Cô phải tập tu hơn ạ. Đi phải quay à. À, ba đây mẹ. Bà Tảo ạ. À, mama. Trời, hôm qua uống rượu còn chưa. Này, ở đây là quả sổ ấy đúng không? Lấy không về rồi lên. À, quả sổ này đúng không? Vâng. À, sổ này nấu canh cá ngon đấy nhỉ. Qua uống rượu giờ còn má quá. Cay à? Em đào cay ấy. Không có ập ta à? Hơi nó đẩy cúp về, hơi. Nó lại. Xin cây mía ăn cho nó đỡ háo. Đấy các bạn thấy không, nhà nào nó cũng có một hai, ít là một cái ao đấy. Hai ao. Nhà này còn có hai ao luôn ạ. Ôi mình còn nhìn thấy cái cá nó chạy từ ao luôn này. Anh đi được không? Hả? Anh đi ẩn trận không ngã không biết được nha. Anh mà ngã anh mới đền em ạ. Mắc gì trời. Xem quả dưa nào. Ở đây quả dưa này. Đâu 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 đâu, chờ anh ra. Đúng rồi, ăn được rồi. Đây các bạn thấy không, nhà nào cũng có vườn rau. Đâu, xem nào. Dưa có to bằng dưa của anh không? Ok đấy. À, có gai. Trời à, ơi. Ôi dồi ôi. Gai dưa nó cắm vào tay mà. Kêu cho chóe kìa. Ăn đi. Anh cầm đi. Ai ủ cái gai này sắc đấy, đau ấy. Đau mà. Anh còn cười em. Mình phải vuốt. Kêu mình... quả nhưng bé quá. Đâu. Em ơi, này này này. Em lấy tay em xoay cái này cho nó hết cái gai đi. Ôi trời. Ông anh mà thật mà. Đấy, em vuốt. Đừng đừng lấy tay vuốt vuốt đây. Đau. Đau sao gì? Sao anh vô tâm ấy? Hả? Sao anh vô tâm ấy? Thì anh vô tâm thì mới thế, chứ nếu anh mà có tâm thì nó đã khác rồi, em hiểu không? Trời. Cái này đâu còn bắt mình là... Xong rồi nè. Thank you. Mời anh em nha. Cái này nhà em không phun thuốc đâu đúng không? Không. Nhưng mà ăn cái nào? Ngon không? Ăn cái này nhá. Trời ơi. Tí ngửi ngửi. Cho mình cây nào thì mình ăn cái đấy à? Ăn cái này nhá. Cái này. Ừ. Cái nào ngon giống dài chặt. Trời ơi. Dài của anh là được mà. Cái ngoài ngon hơn đấy. Cái này nè. Bên ngoài này. Cái này á? Ừ. Già ấy. Cái nào già? Cái này nè. Già mới ngọt chứ. Anh cái già.
mình ghen cái non hơn. Cái dưa chuột này rất là thơm mùi dưa. Mà dưa chuột là sướng nhất là ăn cả vỏ các bạn ạ. Đó. Em còn không sợ mày chặt chặt rồi nè. Nhiều kiến quá. Mang ăn. Nhà em có vườn rau uy tín nhỉ? Cái giá không? Giá em mới ngọt. Giang chắc không? Giang chắc không? Mang lên trên nhà. Mang lên trên nhà rau ăn. Giang anh có chắc không? Giang anh á? Đây là siêu chắc, chắc luôn. Cái này, cái vườn rau này rau cải mèo đấy nhờ. Nhưng mà không biết đấy. Nhưng mà xào mới hun khói thì ngon lắm á. Có thịt người phun khói này. Hả? Có thịt người phun khói này. Thế đẹp luôn, thơm luôn. Anh ăn bí quả quả mướp ở đây nó màu kiểu này để làm giống à? Vâng, già rồi ý. Đến công đoạn này cho mẹ làm, không biết làm đâu. Mẹ thăm này hơi. Cái dưa này là mua ở đâu ấy? Mua từ chợ ơi. Cái này mình bổ kiểu gì nhỉ? Bổ dọc à? À bổ ngang á? Thế anh còn không biết bổ á? Bổ ngang này à? Ừ. Dưa nó căng quá. Bây giờ bổ kiểu gì dọc này nè? Hả? Anh còn hỏi luôn. Sao em biết được? Dưa ngon nhỉ? Kiểu như nào? Chết. Có già không anh? Dưa già lắm. Cái này này. Mía ok mà. Mời cô nha. Em đã bảo là già rồi. Em ơi, bé. Xin. Em to quá. Thế đây em ăn miếng bé này. Không quen ăn miếng to hả à, em? Không. Ngọt á. Anh em chọn dưa rồi không? Đẳng cấp đấy. Ngọt đúng không? Để anh làm đốt mía. Ở đây là cái mía này ấy, ở đây gọi là mía xương gà các bạn nhé. Mà mía này rất là mềm. Đúng ra là mình có thể lấy tay à lấy mồm ăn được mà. Đấy, em Hường là chưa có người yêu nhá, đang tiêu chí chọn người yêu là đẹp trai phải là ngang cơ hại. Đấy. Vòng có cần phải 6 múi không? Không. Không cần. Không cần 6 múi, không cần đẹp trai. Không cần đẹp trai đâu mà. Nhưng chỉ... mà ưa nhìn tí. À ưa nhìn tí. Đừng như anh à? Không phải. Hả? Như anh cũng được. Như anh cũng được à? Đấy các bạn thấy không? Tiêu chí của gái bản chọn chồng là không phải đơn giản đâu. Đấy. Nhưng mà cứng lắm sao mà nhai được. Già rồi, răng yếu rồi. Ở đây hoa quả có cái gì cũng ngọt cơ. Dưa hấu ngọt này, mía ngọt. Mía mẹ chồng. Mọi người mà nhìn nó còn ngọt hơn. Nó Ngây Nung à? Ngây Nung bảo là anh yêu em thì nói như nào? Cúc pin ải nướng. Cúc pin ải nướng. Cúc pin ải nướng. Cái gì? Cúc pin ải nướng. Cúc pin ải nướng. Là cái gì? Hả? Bà anh yêu em thì nói như nào? Mê ha. Mê. Ai luôn à?
Về quá. Thế thôi không? Facebook em là gì? Dạ. Facebook em là gì? Cam Cam à? Hả? Cam Cam. Cam Cam á? Hình thông nào là gì? Nói nào nhỉ? Biết tả. Mặt em à? Ừ. Ok. Thế hình thông nào là có mặt em mà được? Phải em đâu? Bên này, em bẻ này ra này. Ok hơn này. Điện thoại của em đâu? Điện thoại em đâu mà em hỏi anh? Điện thoại của nữa. Điện thoại em đâu? Dạ. Chẳng qua mà cô răng tí quỳnh thẳng ra để xem đứa kia đến đâu rồi. Miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chum rượu gần mình kết duyên trong tim chờ tình. Đẹp biết bao chờ tình biên giới xa xa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say theo em cùng về. Tìm đến đây chào xin hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu gần mình kết duyên trong tim chờ tình. Đẹp biết bao chờ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say theo em cùng về. Tìm đến đây chào xin hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu.
về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai.